Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình này góp nhận 250 tục cần có cái hiệu là IRI. Một tục cần này dự án nó sẽ list lên sàn Uniswap nha các bạn. Khoảng 50 đô nè. Rồi để tham gia giá hôm nay các bạn click vào link mô tả, các bạn bấm start nha các bạn. Rồi sau khi bấm start xong thì có nhiệm vụ các bạn join kênh group, kênh seller các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn follow và tweet nha các bạn. Đây là dự án khá là ngon đấy các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn theo dõi nè các bạn. Rồi xuống đây thì các bạn cũng like và tại Twitter nó bị viết cái game của nó nghe các bạn. Like nè, Twitter nè. Thích like nè. Rồi mọi người đáp lại nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow Liquid nha các bạn. Bạn nào chưa có đăng ký tài khoản Liquid đi, các bạn đăng ký cái tài khoản trên Liquid nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào follow in nha các bạn, rồi bạn bắt đáp lại. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào submit detail nha các bạn. Rồi bạn bấm next tab nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username tại Twitter các bạn nha các bạn. Tiếp tục thì username Liquid thì các bạn cũng thì các bạn nhấp vào Liquid nữa các bạn. Rồi các bạn nhấp vào trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi các bạn chờ xíu các bạn. LinkedIn thì các bạn lấy username profile các bạn nhấp vào profile của mình nha các bạn. Các bạn bấm vào qua cho gạch trên cùng nha các bạn. Các bạn sao chép vào khoảng giới tạm nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Các bạn dán vào nha các bạn. Rồi các bạn bỏ từ chữ in nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp theo các bạn địa chỉ với ETH. Các bạn mở địa chỉ với chút wallet máy xe wallet máy bằng. Rồi tiếp tục quan gửi cho bot nha mà. Tại ơi tại tiêu luôn. Rồi đây thì các bạn giao dịch lấy liên ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân nha tất cả các bạn. Vì video này kết thúc, mình cũng chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.